người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này? Còn chẳng sự tự do, em nói với anh không như ý. Em sẽ mãi là nơi em thích thì đến, không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đớn đau bao năm tháng? Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngần ngại. Nắp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy.